Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái môi múc canh. Đấy để về các bác Tết nhất này, nhà nhiều cỗ bàn các bác mua cho cái môi múc canh này về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn là các bác môi múc canh thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này cái thớ môi của nó này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đó. Thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật các bác nhá. Giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi. Mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền ạ. Inox 304 luôn các bác nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các bác nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy. Inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác. Các bác biết độ dày như nào này. Đấy, gõ hai cái môi cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Cái đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chui long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy mới nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3 đó, dao chặt C3 giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây, dao chặt C3 này. C3 nha, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép, rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá, chặt nó vừa. Đó. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh, sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau, ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, diamond sapper này. Đấy, diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi ra băng này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, đấy, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mà mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái
cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy các bác cầm có ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi và một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái với nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bện vào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt là các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn đấy. Mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở đấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc là các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem đấy, các bác vá vào xem đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá, đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái tip keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái tip keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần nhá, 40k cho một cái tip keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được, các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng đấy, tăng độ ấy lên đó. 40k một tip này nhá, đấy, keo hai thành phần một tip này là 100ml rất là nhiều luôn. 40k một tip mã keo hai thành phần nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da, rồi giờ là quần áo dạng đồ da là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đấy, đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các nhau, đồ da sẽ bền hơn. Đấy, thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá, một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó, thì đây về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá, đấy sẽ bóng lên đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây là, đây em có nhìn này. Đấy thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy, các bác nhìn này đánh nha. Đấy, nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da, đồ da nhá. Xi đánh giày da, đồ da. Thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này. Đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá. 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da đấy, giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa, là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, về các bác cho vào cái này chưa. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nha, thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây, nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ, bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá, 20.000 một chiếc thôi. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có gì đây. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước mà. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác ví dụ mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi.
Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ là S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. À, 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá. Rất đẹp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn. Hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống thế là xong. Ép nó xuống thế là xong. Ép nó xuống thế là xong các nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy, các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy, về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Willing của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em còn vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy, về các bác dùng để tết nhất mình đi chơi đi bờ. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Hiện tại đã có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu màu nào cũng đẹp luôn. Đó. Chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái. Và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này. Đấy, đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá. À đây. Made in USA. Đấy, made in USA rất chất lượng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, phần mặt rất là đẹp luôn này. Đây phần mặt rất đẹp. Hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá, con lăn đây em bóc cho bác có một mặt này. Nó là dạng con lăn. Là về các bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi. Đấy, bình thường đang bán hơn 200 ấy. Đây, mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá. Rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất là hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nhá, mặt con lăn. Cái con lăn này các bác dùng rất là hay này, nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không. Nghĩa là nó phải đi size nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn. Nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa giờ nó hay bị hạn chế. Ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng, nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá. Đấy, vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây, mặt cực kỳ đẹp trang nhã này. Cái con này là màu đen. Con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, made in USA, quá ok, hai màu nhá. Màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, hai dây đây. Đấy thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá. Các bác lấy màu nào được báo nha. Thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Tao bảo tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây này, bộ dao Đức 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức, đấy, bộ dao Đức 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. 130.000 một bộ nhá. 130.000 một bộ dao Đức 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá. Hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp này là 3 cây. Về các bác dụng làm quà biếu tặng mua về dùng. Ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây, em sẽ quay bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, logo Willing này. Đấy, có thấy không, logo Willing nhá. Vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn. Nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích. Đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn. Nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn các bác nhìn này. Đấy, con này là con dao vừa lọc vừa thái này.
một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to các bác xài con này chưa? Đấy logo Willing này, đấy, logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ là ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy, con này chặt chiếc các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá. Hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó. Một bộ 3 cây nha. Đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130.000 bộ thôi. Nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy, thì một bộ của nó nguyên hộp này nhá. Một bộ là nguyên hộp này là 3 cây này này. Đấy là một bộ này là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, của thương hiệu Willing. Xem lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây điện 2 mét này để về các bác dùng tết nhất này. Đấy, mình cắm đồ, cắm đạc, cắm nọ kia các thứ là ok này. Đấy, con này thì dây điện vàng dài 20 mét nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, có cả phích cắm, ổ cắm đầy đủ nhá. Đây là dây phích nguồn vào này. Đấy, còn đây là ổ ra, ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá, có cả chân tròn, cả chân dẹt để về các bác cắm đa năng luôn. Đấy, hàng dây lõa đồng nhá, và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây một chấm nhá, dây một chấm. Đấy, nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500, 1.500W đổ về đâu ok. Đó, em báo giá luôn này, lên mã em sẽ là cái còn sản phẩm là dây vàng 20m này, dây vàng 20m, giá thì bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn, 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi, 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok được ạ, thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nha, đây em tháo cho các con này, dây lõa đồng dây một chấm nhá, đây. Đấy, dây lõa đồng, dây một chấm, dây cũng khá là to đấy. Để về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình là ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100% luôn. Giá thì một cuộn là 130.000 thôi. Giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn. Chỉ 130.000 mà dài 20m. Về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc, dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy. Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chống va đập chống vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích, dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhèo đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm, về các bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt, chân tròn là các bác cắm ok cho luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20m nhá, dây vàng 20m đó, 130.000 một sợi nhá, dây lõi đồng một chấm nhá, dây lõi đồng một chấm đó, 130.000 một sợi này, giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhá, và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này, điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe ô tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. Đây input, input AC, input, input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy, đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu, nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này, 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra, thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1kg, 2kg là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy, thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được, khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy, giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng đây em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ em test cho bác coi, rất chất lượng luôn, con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân. Đấy, thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy, thì đây em đang đấu đây. Đấy, em đang đấu 1-2 này, 1-2 có nhìn này. Đấy, để em zoom cho bác coi nhá. Đấy, 1-2 này, 1-2 thì là vào đây. Đấy, thì là vào nguồn 220 này, 3-4 là ra. Đấy, em đang cho cái đèn này. Đấy, em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này, on này, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này,
on này, off này, on off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa, chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1-2 là vào và 3-4 là ra. Đấy, 1-2 thì là vào nguồn 220. Còn 3-4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy, ví dụ như là 3-4 thì em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này, off này. Rất ok nhá các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Luôn đấy bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là được bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này. Ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. À, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã nhá, em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000, có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. À, 240.000 nhá, 240.000 thôi. Vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô. Đấy, để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhé, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã em sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đều được. Đấy, đèn nấm đèn ngủ đều được nhá, đèn ngủ nấm đấy con nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lại tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nhá, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này. Đấy, ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho đấy bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây. Đấy, để tay các bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây. Rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút được nhỉ. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được các bạn. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy, thì về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây bên trong phụ kiện đầy đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn, chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá, Made in China. Đấy, Made in China. À, công suất của nó sẽ là 1000W này và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Đấy, đây các bác muốn thổi các bác lắp cho cái đầu này, mà cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây, đây nó có cực công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy, thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy thì các bác lại hút nhá. Đấy và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá. Lắp vào đây. Đấy thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy, còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổi cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn. Máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm bác coi này. Đây đây em sẽ test bác coi nhá. Thổi đi cực kỳ khỏe luôn này. Em bật máy này. Đây là lỏng ổ điện rồi.
cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Đó, nhìn biết à. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay, nó đẩy về sau luôn nhá. Nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1000W này. Vòng tua 13.000 vòng trên phốt và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn. Con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây. Đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, chừng hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá. 220k một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cà lê vặn ống này. Đây bác sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vặn ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những con cà lê bình thường vào, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này. Đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này. 21 27 thứ các bác vặn ok. Đấy. Và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát dưới, những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly vô này. Đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn. Về các bác dùng dòng này rất hay. Đấy, cà lê vặn ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vặn ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vặn ống này. Với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k. Một cái cây cà lê vặn ống nhá. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn. 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá, 100k, cây cà lê vặn ống màu đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đây. Mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lẩu vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày này, hoặc các bác đi chơi đi du lịch mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây thôi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc ngoài ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha. Với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này, với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k các nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker, đúng là giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Và rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá. 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn. Lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế thì em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ sạc AQUI. Đi hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc AQUI này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy.
dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ, đấy dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China nhá, của Trung Quốc nhá, đấy nói luôn. Nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính như Tây Ban Nha này, đấy. Đức này, Germany này, đấy, nó các bác nhìn chỉ cần nhìn với quyển sách thì rất là biết đi nó xuất đi những cái nước nào, vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó đề ấy mà, nó đề những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V, và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ nhỏ vừa vừa là ok đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này, nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá, cái này sạc được này đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này đấy. Còn cái con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. Hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt các nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được các nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi các nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn. Rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử xúc phát phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử xun phát cũng như là khôi phục lại bình các nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử xun phát để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em sẽ cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4H cho đến 100H thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000. Hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cái miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có ai dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử xun phát, khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Vâng, và sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này. Lên mã áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá, về thì bác mình để trong phòng trong nhà. Đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy.
thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này, đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây, Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn, nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này rất là thơm luôn. Đấy. Và một cái dây đeo. Đấy thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá. Nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nha. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho một hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen. Hàng thanh lý khách sạn nhá, Hotel City, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà. Các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá. Một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhé, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng của thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả, phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, các nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này, đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này, đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Cũng nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh, và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E quả me. Đó rồi. I con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có các bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác phải bấm một nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm một nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách ngồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, thấy không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá.
đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé này mình. Giá thì em báo giá luôn, giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá, 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy, các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy, đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này, đấy rồi là âm thanh rất là chân thực luôn, để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn là thanh lý luôn các bác một số mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá, thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo, cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn các bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này, để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đây, các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây các nhá, đấy khi mà lắp đặt rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không, thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá. Đường kính là 18 cm. Đấy, thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá thì còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm. Đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm lắm thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18 cm nhá. Giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã xe cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy, cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen, vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua, để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn, lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ bán rẻ anh em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất là dễ cầm. Đầu đũa chống trơn trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không, thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chiên cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn đấy bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây.
em lấy cái dây bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không, dây bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhé. Đấy, phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái dây bóng này rất là khó cắt nhé, kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, như con này à, nó nhai cái dây bóng này ngay, nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Đấy không, cắt quá ok. Đấy, một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, ok, con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bà chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn, nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn coi nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về với bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng đang xả kho bán anh bác luôn, giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán anh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này về chuyên cho bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy, con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây, một cái cây dao dao, các bác cứ lên mã em sẽ là cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ ạ. Đấy, hay của sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua em lượt cái là lại lôi và lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc, mà nó sắc rất là lâu. Các bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, cái thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy, chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. Phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20, tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20cm. Lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng về các bác sử dụng, mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Có thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000, em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị rỉ ạ. Lưỡi của nó không bị rỉ. Đấy, 20k nhá. Lên mã em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Tiếp bộ bấm móng đứt, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đứt M3. Đấy, hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing quá nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đứt M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm móng đứt M3 này. 100k bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing nha. Rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy, thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa, đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy, các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay này, thì các bác dùng cái con chéo chéo nha. Cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn, lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp. Đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn, có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này, phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc. Đấy, các bác mài cho nó cùn, nó đẹp đi, rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các bác nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà
biếu tặng mua về sử dụng cho em nha. Đấy, đi em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là 3 móng nhá. Bộ bấm móng Đức M3 này, đấy M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá. 100.000 một bộ bấm móng Đức M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác, các bác hay để dưới đất này hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, rồi là tủ lạnh biết rồi. Thì các bác mua cho, ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5 6 7 8 9 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Đấy, hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi, và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox nha. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế, và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần, những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm hết các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của bác nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn, nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị gì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân các thứ rồi nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá, và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá, thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nha. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra, các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định, nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp, nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn. Nó chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Lên mã em cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay. Một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn. Cầm to bịch nó phải to bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn. 80 tờ mà, một tờ rất là to luôn. Đấy, đi lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp, cái này để chuyên cho các bác lau bếp, đấy, lau bềm bàn bếp, ga bếp từ ra. Đấy, lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn. Ở trong này nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh, hương cam này rất là thơm. Đấy, thì một cái tờ này là một cái túi được 80 tờ. Đấy, thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài. Đấy, dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây, thì đây cái túi nhà em đang xài đây, thì về các bác cứ dùng thôi. Đấy, mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy, một tờ rất là to, rất là dày nhá, về các bác sử dụng này cả một tờ luôn. Đấy, các bác rửa ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi. Đấy, lau rất là sạch, đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này rồi là nó dầu mỡ ấy. Con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này. Đấy, đây có cả bọt biếc thứ này, đầy đủ trong này luôn rồi, là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này, giấy này các bác lau nó rất là tiện. Đấy, lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá.
Đấy, khăn ướt lau bếp, cứ lên mã em xem cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá. Bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ. Đấy, hôm nay em về cái lô này rất là hay. Giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k. Lên mã bịch khăn ướt lau bếp một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000, hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy các bác, cùng coi này. Chị em phụ nữ là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bác ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đang có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp và chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt, một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Nên chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Chị em chỗ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Thế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Lên mã xem cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy các bác dùng cái này dùng rất ok. Đấy, mình mua một bịch này 30.000 về mình lau. Đấy lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lòng hoàng. Đấy ok luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái bản lề giảm chấn này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá. Đấy bản lề giảm chấn. Cái này thì cái hay của cái bản lề này là bình thường các bác mua những cái bản lề ở cánh tủ ấy, các bác về các bác xài, các bác lắp đặt ấy là các bác phải khoét lỗ này. Đấy rồi là dùng một thời gian là nó kẽo kẹt cái lỗ ra là nó rất là nhanh bong, nhưng mà con này là các bác về không cần phải khoét lỗ. Đấy về các bác chỉ việc bắt cho em 4 con vít vào đây. Đấy mỗi bên 4 con. Đấy tổng là 8 con vít thì hàng em sẽ bán trong cặp nhá. Và không có kèm ốc vít nhá. Về các bác tự kiếm ốc vít, các bác bắt của bên em chỉ bán nguyên bản lề thôi. Cái này về các bác lắp vào cánh tủ cực kỳ là hay. Đấy, kể cả những cái cánh tủ cũ rồi mà nó có lỗ ở đấy rồi, nếu mà các bác sợ không lắp được, lắp thoải mái luôn đây. Vì con này nó có cần khoét lỗ đâu. Đấy các bác chỉ việc ốp vào cánh tủ, sau đó là các bác bắt vít vào. Đấy là cứ thế là các bác xài cho em thôi. Rất là ngon lành cành đào nhá. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Con này mà đóng mở nó rất là êm, đóng mở rất êm, không bị bịch bịch như những cái con bản lề khoét lỗ hồi xưa đâu. Đấy là dòng bản lề đời mới. À, cái này em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái bản lề giảm chấn nhá. Đấy. À, sẽ bán theo cặp nhá, cứ bán một cặp, một nhà là hai cái thì sẽ là 30.000 một cặp. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái bản lề giảm chấn này, bản lề giảm chấn một cặp, một cặp này là hai cái, giá của nó sẽ là đi 30.000 các nhá, 30.000 một cặp bản lề giảm chấn này, 30.000 một cặp hai cái, xịn sò ok. Đây cho bác xem một cái video về sản phẩm thợ lắp đặt này. Đấy cực kỳ xịn và ngon, con này hay lắm. Đây các bác cùng coi này. Đấy khi mà đóng ra mở vào rất êm, nó có cái lò xo này. Đấy nó rất là êm. Mà lắp vào tủ bếp không cần khoét lỗ. Đấy cái quy trình lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần bắt vít thôi. Đấy các bác chỉ việc bắt cho em mỗi bên 4 con vít vào là xong. Ngon lành mà đóng vào mở ra rất là ngọt ngào và êm du luôn. Anh em không cần khoét lỗ tròn như là cái bàn lề giảm chấn bình thường nữa. Cái này anh em bắt trực tiếp bằng vít, có hai cái bít tông giảm chấn này và một cái lò xo giảm chấn lại, đóng cửa, lắp cho cái cánh cửa và tự chế cái một cách dễ dàng ạ. Đấy. Giá thì rất hợp lý thế ạ, em mua ở đây ạ, em cảm ơn. Đấy, đó là gì ạ? Mà thì mình chỉ cần nhấn nhẹ vào. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không quét lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong. Đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ anh chị khỏi phải lo nghĩ.
Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương trình đấy, thực tế về sản phẩm ấy nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bản lề giảm chấn về, không cần phải khét lỗ liếc gì mà đã cần giảm chấn, đóng cửa tủ các thứ rất êm ái, ok luôn. Là 30 ngàn một cặp nha. Đấy, một cặp là hai cái nhá. Đấy, một cặp hai cái về các bác lắp là một cánh là hai cái là ok. Cánh tủ tiếc lắp con này là rất là hợp lý này. Đấy, bây giờ người ta toàn hầu như toàn dùng những cái dòng này thôi. Đấy, nó xịn xò ok, nó tiện, lắp nó tiện, nó nhanh. Phích cắm âm thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Đấy, thì vẫn giá cũ bác luôn là 20 ngàn ba cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nha, là 20 ngàn ba cái này. Đấy, bình thường là các bác đấu những cái đầu phích mà nó đã có sẵn này rồi. Đấy thì các bác đấu nó rất là khó. Đấy mà các bác muốn đấu nối hai cái vào nhau. Đấy các bác mua cho phích về. Đấy hai cái là phích vào nhau này, rất ngon này cái nào luôn. Đấy. Đầu kia có dây sẵn, đầu này có dây sẵn, đấy đấu vào cắm cái là ngon này luôn. Rất tiện dụng nhá. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm. Đấy phích cắm âm. Đấy chân của nó sẽ là chân âm nha. Là 20.000 ba cái, chân đồng xịn xò ok luôn. Đấy các bác sử dụng lắp đặt rất là nhiều thứ trong nhà rất là cần này. Đấy, bình thường là những cái mà nó có sẵn đầu dây rồi ấy, các bác sử dụng đấy, nếu mà muốn đấu ấy, là các bác phải cắt ra đấu liền, nó rất là bất tiện. Như đây mình chỉ việc đấu cái dây vào thôi, xong mình cấp nguồn cái là ở đây nó có sẵn điện rồi, mình cắm vào đây là xong. Đấy, lắp camera, lắp wifi cũng rất là hay, rất cần những cái phích này này, tiện cực kỳ luôn. Phích cắm âm nhá, 20.000 ba cái nhá. Đèn led 500, lên mã cho em sẽ có đèn led 500 nhá. Đó, đèn led 500 này, đèn led 500 này thì sẽ có giá là đi, các bác cứ lên mã cho em sẽ đèn led 500, giá của nó sẽ là đi 60.000 nhá, 60.000 một cái đèn led 500 nha. Đó, con này hay lắm, về cái này chuyên cho bác nào mà thợ này, đặc biệt là các bác thợ may, đấy các bác để dùng để gắn vào máy may này. Ở đây nó có một cái miếng 500 nhá, nó sẽ các bác có thể gắn vào những cái đồ, ví dụ như cái đồ kim loại này, đấy nó hút rất chắc luôn. Đó, sau đó các bác cắm vào và các bác xài. Nó ở cái phần đầu nó có cái phần lò xo này, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy để điều chỉnh cái hướng các bác cần chỗ nào các bác chiếu sáng thì các bác bẻ cái lò xo cho, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất ok. Đây là cái phần mắt led của nó. Đấy, con này khá là sáng nhá, khá là sáng. Hàng của hãng bác nhá, hàng hãng đàng hoàng luôn. Đó, sử dụng cho em sẽ là điện 220. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 để các bác xài thôi. Đó, đây. Có công tắc bật tắt, lúc nào dùng mình bật lên, không dùng mình tắt đi, rất là tiện dụng ok luôn nhá. Đó thì cái mã này của nó sẽ là mã sẽ là đèn led 500 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn led 500. 60.000 một con này. Đấy 60.000 một con. Đây này các ơi, đấy khi mà có một cái ít cái kim loại này, đấy các bác gắn vào rất là tiện này. Đấy mình gắn đi cái chỗ nó có kim loại là ok. Đó thì các bác gắn lên, sau đó là ví dụ như là mình muốn điều chỉnh các hướng, chỗ nào mà các bác cần điều chỉnh thì các bác xoay cái này. Đấy, xoay cái bẻ cái lò xo để các bác điều chỉnh hướng nhá. Đấy, điều chỉnh hướng các thứ rồi, chỗ nào cần sáng thì các bác chiếu vào. Đấy, cho các bác thợ may này, rồi là các bác làm nghề làm nghiếc các thứ cần một cái ánh sáng nó tập trung. Đấy, thì các bác dùng cái đèn xem, rất là hợp lý luôn. Nó mã đèn led 500, cái mã này lâu lâu nó lại về hàng quá nhá. Đấy, đợt này lâu lắm nó lại về hàng đấy. Thì các bác tham khảo và mua cái mã này, rất là hay luôn các bạn. 60.000 một cây. Mã tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn này. Đấy thì sau một cái thời gian mà đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái cuộn để các bác dán tôn. Đấy, dán chống dột chống thấm này, những cái mái tôn mái ở trần nhà thứ là nó bị dột bị thấm thì các bác mua cho cái cuộn này về các bác dán nha. Cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy mà rất là hay. Cái khổ như em đang bán thì cái khổ này của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Đấy khổ to này. Khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn nhỏ thì mình cắt đôi cũng được. Đấy, về cắt đôi, về các bóc ra. Đấy mình lấy kéo mình cắt ra thành những cái miếng nhỏ mình vá vào cũng ok. Đấy và cuộn này dài là 5m nhá. Cuộn này dài 5m em báo giá luôn. Cứ lên mã như em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá các bác nhá. Keo dán tôn. Mình em đang bán một cái cuộn này là 40.000. Đấy thì hôm nay có hàng rồi thì em quay lên báo cho bác thôi. Đấy bác nào mà đang cần cái cuộn này thì báo cho em luôn nhá. Đấy 40.000 một cuộn. Cứ lên mã cho em sẽ là cuộn keo dán tôn nhá. Tiếp theo thì hôm nay em lên xả cho bác cái mã này luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dĩa để xiên hoa quả nhá, để ăn hoa quả này. Một cái hộp dĩa Đức hàng của Quy Linh, 10 chiếc nhá. Em hôm nay em xả cái mã luôn. Giá bữa trước đang bán là 60.000, em xả bác mức giá chỉ còn có là đi 30.000 thôi. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dĩa Đức để ăn hoa quả có nhá. Đấy dĩa Đức để ăn hoa quả. Giá sẽ là đi 30.000 cho một cái hộp 10 cây như này. Đấy 10 cây. Đó, về các bác xài ăn hoa quả cực kỳ tiện nhá. Đấy, đặc biệt là nhà hay có khách khứa thứ giờ.
Đấy, mỗi lần ví dụ như là các bác bày đĩa hoa quả ra mình cầm tay đôi khi là hơi ngại đấy, hoặc là khách hứa là cầm tay đôi khi hơi ngại đấy, như các bác bày này ra đấy, mình người ta cầm lên cái này đấy, người ta chọc cái miếng hoa quả này người ta ăn cảm giác là nó cũng lịch sự, ok hơn có nhá. Đấy thì một hộp này là 10 chiếc này luôn, giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ đấy, gia đình nhà mình mua 1-2 hộp về là dùng thoải mái luôn đấy, mỗi lần có khách có khứa bày ra rất là lịch sự nhá, hàng của Đức đã xịn xò ok luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dĩa Đức 10 cây nhá, hộp dĩa Đức để ăn hoa quả xiên hoa quả nhá, 10 chiếc nha, là 30.000 nhá, 30.000 hộp nhá, 30.000 10 cái xài thoải mái luôn. Tiếp theo thì em còn dư một ít kia mã bao tay chống nắng này, em cũng lên mã xả kho luôn bác cái mã này. Đấy, bữa trước đang bán cho bác là 20.000 một đôi, nay em xả luôn bác, giá chỉ có là đi 10.000 một đôi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bao tay chống nắng nhá. Đấy, bao tay chống nắng 10.000 một đôi. Cái này thì chống được cả tia UV này, tia cực tím này. Đấy, bảo vệ làn da của bác nhá. Đấy, bác nào mà hay lao động ngoài trời này, lái xe này, rồi là chơi thể dục thể thao, đấy các bác cần một cái sự linh hoạt nhẹ nhàng thì các bác tham khảo cho em cái đôi này. Cái này đôi này cái đợt mùa nắng em bán khá là nhiều đấy, đợt này bắt đầu đang vào mùa đông rồi thì nó cũng hơi ở một chút, thì em có ít em xả nốt bác thôi. Đây nó là cái dạng bao tay mỏng mỏng mà dùng hay lắm. Đây để em lấy em đi cho bác nhá, lấy em đi cho bác này. Con này dùng hay bác đó, mà nó nhẹ nhàng lắm, các bác chỉ cần mặc áo một chiếc áo cộc tay thôi đấy, ngắn tay thôi, sau đó các bác đeo này vào đấy, đặc biệt là bác nào mà hay vận động thể dục thể thao này, rồi là các bác hay phải làm việc hoạt động, các bác cần cái sự linh hoạt nhẹ nhàng đấy, thì các bác đi cho em cái đôi này vào rất tiện dụng luôn. Đấy, nó mỏng mỏng thôi nhưng mà đi vào cực kỳ mát nhá, và cái khi mà các bác kéo lên nó lên đến tận gần đến hết cái phần qua cái khỉu tay luôn các em này, các bác nhìn này đấy, qua phần khỉu tay của em luôn đó, thấy không đấy, đây là cái phần khỉu tay này, qua phần khỉu tay luôn, nên là khi mà các bác sử dụng các bác chỉ cần mặc một chiếc áo cộc tay thôi là nó chỉ cần che cái phần đầu bắp tay thôi, còn lại bên dưới này thì nó có cái bao tay rồi. Đây các bác nhìn này đấy, nó rất là co giãn này, mà các bác vào đi vào nó rất là mát nhá, không mấy mà vẫn chống được nắng này, chống được tia UV, tia cực tím này. Đấy, phần dưới này thì nó có lỗ sổ ngón này. Đấy, đi vào các bác vẫn có thể hoạt động rất là thoải mái, nhẹ nhàng, tình cảm luôn đó, rất là ok. Cái này thì là 10.000 một đôi thôi nhá, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, hai cánh tay cái này em đi mẫu với bác một cánh thôi. Đấy, còn về các bác sử dụng đây, xong rồi là nó có hai cánh này. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bao tay chống nắng nhá, chống tia UV, tia cực tím, bảo vệ làn da của bác. Đấy, rồi các bác nào mà thích nhẹ nhàng đấy, linh hoạt thì các bác sử dụng cho em cái đôi cho em, rất tiện dụng luôn nhá. 10.000 một đôi, 10.000 một đôi thôi. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho nó hết đi, đấy vì nó đang sang mùa đông rồi. Đấy, em xả luôn các bác này, 10.000 một đôi bao tay chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái túi đựng quần áo này, túi đựng quần áo, túi đựng chăn màn này. Đấy, các bác cần một cái túi để các bác đựng quần áo này, đựng chăn màn này. Đấy, bắt đầu đang vào cái đợt giao mùa này. Đấy, cần một cái túi để các bác đựng đồ. Đấy, quần áo mùa hè mùa đông. Đấy, các bác dồn lại, các bác đựng vào đây thì các bác mua cho cái túi này về. Đấy, cho vào tủ thì đôi khi là nó hơi chật chội thì các bác có thể đựng vào cái này. Đó là các bác cất lên gác này, nó rất là gọn gàng. Đấy, không lo nó bị muối mọt hay là những cái con côn trùng các thứ nó vào, rồi là nó sạch sẽ, nó kín đáo nhá. Đấy, nó thơm tho. Đấy, đây khi mà cho vào cái túi này của nó vào khoảng tầm 100 lít ấy. Khá là to nhá, khá là to. Đây để em dùng em quay rộng bác coi. Đây để em quay cho bác tổng quan nó này, túi to lắm, túi to dã man luôn. Đấy, về các bác đựng quần áo vào đây thoải mái luôn này. Đây. Đấy, túi to lắm. Con này rộng của nó, dài của nó 43 này. Rộng 35 này. Đấy. Cao khoảng tầm 40 nhá. Đấy, cao tầm 40. Đấy, về các bác đựng thoải mái quần áo đây luôn. Đấy, gần như một chiếc ngăn tủ luôn nhá. Đấy, mình đựng kín quần áo đây. Đấy, sau đó là mình xách đi, mình cất đi. Rất ok nhá. Đấy, có khóa khiếc ngon lành cành đào luôn. Đó, cái này thì 20.000 nhá, 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, túi đựng quần áo này. Túi đựng quần áo chăn màn. Đó. 20.000 một túi thôi, chỉ có 20.000 một cái. Giá rất thật rẻ mà bình dân. Gia đình nào cũng cần. Mua khoảng tầm 4-5 túi một về. Đấy, mình đựng đồ đạc đây là ok. Sạch sẽ ngon lành luôn các bạn. Đó.
Đấy, các bác cùng xem video thực tế mà. Đấy. Giúp cái tủ quần áo của nhà bạn còn nghề các bác có quần áo chăn màn thừa. Đấy, các bác đựng vào. Thì phải nói là mỗi khi tìm đồ này nó rất là dễ dàng. Lúc cái là cái túi đựng đồ này được làm bằng chất liệu vải không dệt, nên là mỗi khi mà mình cất đồ vào á thì cái đồ của mình nó cũng không có bị bám bụi nhiều nha. Đặc biệt là những cái bộ chăn ga gối của nhà mình mà chưa sử dụng tới á, nó nhiều vô kể. Vì vậy cho nên những cái đồ mà mình chưa sử dụng tới thì mình sẽ cất gọn trong cái túi đựng đồ rồi xếp gọn vào trong tủ. Mỗi khi về nhà mà mình thấy gọn gàng, ngăn nắp, không gian sống nó không có bừa bộn thì cái sức khỏe tinh thần của mình cũng được nâng lên rất là cao các bạn ạ. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha. Đấy, về các bác đựng một cái túi này rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, sạch sẽ ngon lành nhá. 20 ngàn một túi thôi các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho mã hàng đó là cái kẹp Eto Asaki. Đấy, cái mã này thì bữa trước cũng đang bán hết hàng này. Đấy, hôm nay cũng quay nhanh thông báo bác là hàng đã về nhá. Kẹp Eto Asaki. Đấy, hàng 60 mm này. Đó, em báo giá luôn cái này là 190 ngàn nhá, 190 ngàn một cái. Đây, kích thước số đo em quay chi tiết bác cùng coi này. Đấy, đây. 50 này. Ngàm kẹp 60 này, 25 mm này. Đấy, có phần xoay 360 độ này. Hàng của nó sẽ là hàng kẹp bàn di động nhá. Các bác có thể là kẹp mọi vị trí, các bác tiện chỗ nào các bác kẹp vào chỗ đấy cho em là rất ok luôn. Đó, hay của nó là cái dòng di động ạ. Dòng di động, hàng này của Asaki, xịn sò chất lượng. Đây. Đấy, đây. Đó, quá ngon luôn. Đấy, con này có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay về thì các bác mở cái xe máy khớp ra này. Đấy, mở cái khớp ra. Sau đó là các bác lắp các bác kẹp vào. Đó, con này xoay được 360 độ là tiện, nó rất là tiện rồi. Đấy, đây còn đây là cái phần để các bác về kẹp vào bàn. Đó, ốc yếc rất là trơn tru ngon lành luôn nhá. Đấy. Trung hàng sản xuất rất là đẹp chắc chắn. Ok. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà nó cũng hay hết hàng. Đấy, đi hôm nay hàng lại về nhá. 190 ngàn cho một con kẹp Eto của Asaki này. Đó, đây. Kích thước số đo các bác cùng coi lại này. Đó, xịn sò ok luôn. 190k nhá. Kẹp Eto của Asaki. Tiếp theo thì ở đây thông báo bác là cái fix dẹt cũng đã về hàng nhá. Đấy thì cũng nhiều bác hỏi quá, đợi chờ quá đi đây, hôm nay hàng nó cũng lại tiếp tục về nhá. Hàng fix dẹt rất xịn sò ok. Chân đồng cực kỳ dày này. Đấy thì về các bác đấu dây và là xong thôi. Đấy, hàng này thì em bán nhiều rồi, mạng quay nhiều rồi, không giới thiệu nhiều nữa. Em báo giá luôn 10.000 chiếc, giá thì vẫn để giá cũ bác luôn. 10.000 nhá, lên mạng em sẽ cái fix cắm chân dẹt nhá, 10.000. Hàng chân khâu đồng xịn sò ok. Đấy, rất ok luôn. Hàng thì nhựa cao cấp, chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Sò ngon này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, đặc biệt là bác nào mà hay xài những ổ điện Nhật rất cần những con fix dẹt nha. Fix tròn Việt Nam mình chịu, các bác không cắm đâu, nhưng mà fix dẹt này là chiến luôn. Đấy, 10.000 một cây. 10.000 một cái nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ được fix cắm chân dẹt 10.000 một cái. Lấy 3 cái tính bao nhiêu tiền. Phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây. Input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó. Khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhá các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó,
Con thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ luôn. Đấy, con đấy giúp em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc, nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn cái con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, và tay đang gì đây. Đây tay đang gì đây.
đấy tay em đang gì đây, đấy zin đâu là nó sẽ sáng lên đấy, đây này, đấy thấy không, đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn, về chỉ việc cắm cái con này vào chân của máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on, đấy cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. Cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng
là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thẻ ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất là sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50k một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50 ngàn một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, vì thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50 ngàn một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50 ngàn một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này
thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ. Đây này. Đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính núp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin mà là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào. Sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về để các bác rút trong này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tarea. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,0
0,85 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi là các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em hôm nay gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các bác nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử chơi luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ, nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng đấy. 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này, và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, chị Điền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong, quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông.
có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn. Mà giá nó bình dân lắm, em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả
thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn các bác nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này chứ. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chĩa L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chĩa L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá.
đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hiện giờ em đấy, 50k một cái nhá, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hiện giờ đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hiện giờ nhá, 50.000 một cái. Đây kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài, muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên. Không dùng thì các bác tắt đi. Rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy, em sẽ test bác coi này. Đấy, đây dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này, đó đây không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này, tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng, và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về để các bác rút trong này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này
là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Taria. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này, đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lóc này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi được các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đó là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. Đấy, 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân, đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi.